Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu TV 85 inch của TCL có giảm giá trong ngày hôm nay để các bác có thể tham khảo được giá mới nhất. Và cùng với đó thì em cũng sẽ so sánh luôn giá của mẫu 85 inch TCL, mẫu TV giá rẻ với dòng TV như Samsung hiện nay để các bác phân biệt và mình thấy được cái sự chênh lệch giá giữa hai hãng TV. Thì bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác có thể liên hệ đến số tổng đài đó là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá mới nhất hiện tại. Website sẽ là eco.vn. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video cập nhật giá mới trong ngày hôm nay. Nói một chút về cái xu hướng mua TV hiện nay của khách hàng ấy, thì càng ngày các bác sẽ càng có xu hướng mua những cái mẫu TV có màn hình to, màn hình lớn để mình trải nghiệm xem nó càng ngày càng đẹp hơn. Các bác mà đang dùng những cái mẫu TV cũ ấy, thì nó sẽ là có những màn hình nhỏ. Khi mà các bác muốn thay đổi thì chắc chắn là các bác sẽ có cái xu hướng là muốn mua những cái mẫu TV có màn hình kích thước to hơn so với cả mẫu TV cũ để mình có cái trải nghiệm xem mới hơn và có phục vụ được cái mục đích nhu cầu mình xem được tốt hơn. Vì vậy mà hiện nay các hãng sẽ ra những cái dòng TV đời to, màn hình to để phục vụ các bác. Thì bây giờ có những cái mẫu TV như là 75 inch hay 85 inch, thậm chí là lên tới 98 inch, gần 100 inch thì hãng họ cũng đã bắt đầu ra mắt rồi. Nhưng có một cái điểm khó khăn chung, đó là với những cái mẫu TV có kích thước màn hình to ấy, thì thường đi kèm với cái mức giá tiền nó sẽ cao hơn nhiều so với những cái mẫu TV màn hình thông thường, màn hình thông dụng bây giờ như là 50 inch hay là 65 inch. Và ở dòng TV của TCL ngày hôm nay thì em cũng giới thiệu cho các bác một cái mẫu TV mà có mức giá rất là tốt hiện nay và đang được giảm giá nhiều. Chính là cái nội dung mà em muốn giới thiệu đến các bác ngày hôm nay, có giảm giá TV, dòng TV 85 inch của TCL. Mức giá thì cực kỳ tốt và cấu hình TV đảm bảo đáp ứng đầy đủ hết nhu cầu cho các bác khi mà sử dụng, muốn trải nghiệm TV hay là muốn giải trí xem tại nhà. Thì mẫu TV ngày hôm nay của dòng TV TCL có giảm giá rẻ, đó là dòng TV 85C645 của TCL các bác nhá. Dòng C645 là dòng TV QS4K của TCL ra mắt trong năm 2023. Và ngày hôm nay thì bên em giảm giá cực kỳ sốc cho mẫu này. Nói một chút về cái cấu hình của TV thì mẫu 85 inch của TCL nó sẽ có cái thiết kế bên ngoài có kích thước rộng, chiều ngang thì rơi vào là 1m90, còn chiều cao tính cả chân đế, lắp cả chân đế vào thì khoảng tầm 1m18 các bác nhá. Chiều ngang là 1m90 và chiều cao là khoảng 1m18. Nên các bác có thể thấy cái kích thước TV cực kỳ to để phòng khách, nhu cầu để phòng khách rộng, để hội trường cũng đều được. Các bác nào mà có phòng rộng, các bác để cái mẫu TV màn hình to mình xem cực kỳ đã. Về cấu hình của màn hình thì màn hình độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét thực của TV là 60Hz, nhưng nó sẽ có được hỗ trợ công nghệ MEMC hay công nghệ DLG để tăng cái tần số quét lên 120Hz nếu các bác nào mà muốn đồng bộ sang các thiết bị chơi game để mình giải trí thêm thì mình có thể có tần số quét 120Hz. Về công nghệ trên màn hình thì nó sử dụng công nghệ HDR10+ để đảm bảo về cái màu sắc rồi cái hình ảnh cho các bác là rất là đẹp rồi, chuẩn màu rồi. Và về âm thanh của TV thì nó sẽ có tổng công suất là 20W, có hai củ loa. TV thì có đầy đủ hết hỗ trợ âm thanh vòm Dolby Atmos hay là màn hình 3D Dolby Vision thì đều có trên cái mẫu này. Mẫu mới năm 2023, ra mắt 2023 của TCL. Hàng TCL thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi. Cái hỗ trợ này thì bên em sẽ hỗ trợ khách hàng trực tiếp tại bên em. Thiết kế bên ngoài của dòng này thì thiết kế viền mỏng, viền bằng kim loại, chân đế thì để ở hai bên. Đấy. Cái mẫu TV 85C645 này của TV TCL thì cực kỳ tốt và giá thành rất là rẻ. Màn hình QS thì có thêm công nghệ quan tùm đốt, công nghệ chấm lượng tử trên màn hình để giúp cho hình ảnh có độ tương phản cao,
các bác nhìn hình ảnh nó sẽ có chiều sâu hơn và hình ảnh nó nổi bật hơn. Nói về cái điểm quan trọng nhất đó là mức giá. Bởi vì những cái mẫu TV có màn hình to này thì chắc chắn là sẽ rất là đẹp rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái mức giá các bác mua thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Thì giá cũ của dòng 85C645 này đang bán bên em, giá cũ là rơi vào là 27.670.000. Nhưng ngày hôm nay thì bên em có giảm giá thêm cho mẫu này, thì giảm 2.500.000 các bác nhá. Giảm ngay 2.500.000 và giá thành trừ hết quà ngày hôm nay, giá cuối nó về chỉ còn 25.170.000 thôi. 25.170.000 cho dòng TV QS4K của TCL, đầy đủ hết tính năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt hay là điều khiển giọng nói rảnh tay đều có trên cái mẫu này. Thì em sẽ thử một chút cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay cho các bác trên cái mẫu này nhá. Ok Google. Nhạc vàng. Đấy, các bác có thể thấy này, em đã tìm kiếm trên cái YouTube đấy, mình nói trực tiếp với cả TV, không cần phải dùng sử dụng điều khiển nữa mà mình nói trực tiếp với TV. Thì tìm kiếm các cái nội dung mình muốn xem thì các bác nói chuẩn câu lệnh. Thứ hai là mạng ổn định đầy đủ thì TV hoạt động rất là tốt, ra rất là nhanh. Ok Google, trở về màn hình chính. Đây là cái giao diện Google TV của cái mẫu TCL này các bác nhá. Giao diện Google TV thì nó sẽ có đầy đủ hết tất cả ứng dụng rồi. Ngoài cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay thì TV nó sẽ có đầy đủ hết tất cả các cái ứng dụng để các bác sử dụng. Hoặc là các bác có khả năng kết nối sang các thiết bị như là kết nối điều khiển TV qua chuông két, hay là mình có thể trình chiếu màn hình TV, trình chiếu màn hình điện thoại lên TV qua ứng dụng AirPlay không dây. Thì kết nối không dây với cả TV mình có thể thao tác rất là dễ dàng. Google TV thì rất là nổi tiếng và cũng rất là dễ dùng, thông dụng nhất bây giờ rồi. Bác yên tâm là một điều như vậy. Về giá thành thì hôm nay giảm giá thêm 2.500.000 và giá chỉ còn 25.170.000 thôi. Mức giá của TCL thì cực kỳ hấp dẫn với các bác hiện nay. Bởi vì so sánh dòng TV của TCL cùng màn hình 85 inch nhưng sang với những hãng khác, sang với Samsung hay là sang với cả LG thì chắc chắn là cái mức giá bên những hãng kia sẽ cao hơn nhiều so với cả TCL. Hoặc nếu như có bằng giá thì cái cấu hình của TV nó sẽ thấp hơn so với cả TV của TCL. Đấy là một cái điểm mà em khẳng định với các bác là như vậy. Và ngay sau đây thôi, em cũng sẽ quay sang một mẫu TV của Samsung, mẫu cấu hình thấp hơn một chút so với cả dòng TV của TCL này, và cùng xem cái mẫu đó hiện tại cái mức giá đang là bao nhiêu để các bác có thể so sánh trực tiếp, trực quan với cả mẫu của TCL này nhé. Ở dòng TV 85 inch của Samsung thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu quay cho các bác để so sánh với dòng TV của TCL, một mẫu 85BU8000 của Samsung có mức giá gần tương tự so với cả dòng TV của TCL mới giảm giá. Nhưng với cái cấu hình của dòng 85BU8000 của Samsung ấy, thì cấu hình nó thấp hơn so với cả dòng TV của TCL coi nhá. Dòng 85BU8000 này thì ra mắt trong năm 2022 của Samsung, tức là ra mắt trước so với cả TV của TCL. TCL mẫu vừa rồi thì ra mắt năm 2023, tức là nó mới hơn. Thiết kế bên ngoài của dòng TV Samsung thiết kế viền mỏng, viền nhựa các bác nhá. Chân đế thì để ở hai bên. Tương vậy cái thiết kế cũng sẽ kém hơn so với cả TV của TCL. TCL thì thiết kế là viền bằng kim loại, nó sẽ chắc hơn, sang hơn. Về cấu hình của TV thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Nó sẽ không có cái công nghệ hỗ trợ tần số quét để các bác đồng bộ chơi game 120Hz. Như vậy là cái cấu hình màn hình nó cũng sẽ thấp hơn. Và bản chất của dòng TV 85BU8000 này của Samsung đó là màn hình 4K thường. Trong khi đó thì cái mẫu em vừa mới quay cho bác có giảm giá ngày hôm nay đó là màn hình QS4K. Màn hình nó sẽ có công nghệ quang tùm đốt trên màn hình, có lớp phủ chống lượng tử để hình ảnh nó độ tương phản nó cao hơn. Như vậy về bản chất ấy, thì chắc chắn là cái mẫu 85C645 có màn hình nó sẽ đẹp hơn
so với cả dòng 4K thường của Samsung. Âm thanh thì giống nhau, âm thanh đều là 20W, có hai củ loa hai bên. Và mẫu 85BU8000 của Samsung thì sẽ không có Dolby Vision cậu nhá, không có công nghệ âm hình ảnh 3D giống với cả dòng TV của TCL. Về giao diện TV thì sử dụng Tizen, hệ điều hành của Samsung phát triển riêng, cũng có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby, nhưng không có cái tìm kiếm giọng nói dành tay. Rất là nhiều cái điểm thấp hơn so với cả dòng TV của TCL kia. Nhưng mà hãng TV của Samsung thì có thương hiệu, chắc là sẽ hơn một chút so với cả TV của TCL, thương hiệu nó hơn. Vì vậy mà cái mức giá của TV Samsung hiện tại, cái mẫu 85BU8000 này đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào 25.480, chênh cao hơn so với cả dòng TCL khoảng 300.000. Giá thành nó chênh hơn 300, nhưng mà cấu hình của TV thì hoàn toàn là không bằng. Các bác có thể thấy giá của mẫu TV TCL vừa rồi giảm giá sốc như thế nào và rẻ như thế nào. Hàng thì đều là hàng sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Mẫu này cũng sản xuất tại Việt Nam, mẫu kia, mẫu của TV TCL cũng là sản xuất tại Việt Nam. Bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Nếu như các bác có lỗi do nhà sản xuất, các bác sử dụng TV bị lỗi do nhà sản xuất thì đều được đổi mới trong vòng 30 ngày đầu. Và lưu ý các bác là cái so sánh, thông tin so sánh giữa hai cái mẫu TV của TCL và Samsung thì hoàn toàn là em so sánh ngẫu nhiên. Và cái ý kiến này cũng là ý kiến riêng của em. Vì vậy mà bác nào mà có ý kiến khác, các bác nào muốn bổ sung thêm thì các bác cứ bình luận ở dưới video để cho mọi người cùng biết và mọi người sẽ xem tham khảo các bác nhé. Thì trên đây là một cái video so sánh giữa hai mẫu TV 85 inch màn hình to. Và cái xu hướng bây giờ thì các bác chọn màn hình to rất là nhiều. Các bác nào mà muốn mua những cái mẫu TV có màn hình kích thước to hơn, to như này hoặc to hơn thì bên em cũng đều có. Các bác cứ gọi về số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp và báo giá cho các bác. Video cập nhật giá cũng như so sánh giá ngày hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích, đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.